Từ tháng 7 năm 2025, cách tính lương hưu sẽ thay đổi theo quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, áp dụng chung cho khu vực nhà nước và doanh nghiệp. Theo đó, Luật Bảo hiểm xã hội mới sẽ tiếp tục sử dụng phương pháp tính lương hưu bằng cách lấy mức bình quân tiền lương tháng của một số năm đóng bảo hiểm xã hội cuối cùng đối với những người làm việc trong khu vực nhà nước. Còn trong khu vực doanh nghiệp, phương pháp tính lương hưu đối với người lao động vẫn được duy trì như trước đây. Mức lương hưu sẽ được tính dựa trên mức bình quân tiền lương của toàn bộ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội. Tiếp nối quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014. Đối với người đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2025, cách tính lương hưu của cả khu vực nhà nước và doanh nghiệp sẽ thống nhất, đều dựa trên mức bình quân tiền lương của toàn bộ quá trình đóng bảo hiểm. Người lao động vừa làm việc ở cơ quan nhà nước, vừa làm việc ở doanh nghiệp tư nhân sẽ tính bình quân lương của cả hai giai đoạn để tính lương hưu. Đối với công chức, viên chức, mức lương để tính bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm lương cơ bản, các loại phụ cấp và hệ số bảo lưu lương nếu có. Còn người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mức lương để tính bảo hiểm xã hội sẽ bao gồm lương cơ bản các loại phụ cấp và các khoản thưởng đều đặn khác